Em mới nhập được về chiếc xe này. Các bác nhìn xem, form dáng rất đẹp, đời thì cao, và giá tiền thì chỉ có trên 300 triệu đồng một ít thôi các bác nhá. Này các bác nhìn xem, Honda City đời 2017, máy 1.5 thôi, với nước sơn là màu trắng. Đấy, một mẫu xe với phần form dáng thiết kế nhìn rất đẹp mắt đúng không ạ? Một chiếc xe với độ zin còn rất là cao, còn khá là mới các bác nhá, khá là mới luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi một vòng xung quanh bên ngoài để cho các bác xem về mẫu xe Honda City này của bên em các bác nhá. Máy 1.5 cho nên nhiên liệu của chiếc xe này chỉ dao động tầm khoảng là trên dưới 5 lít trên 100 km thôi các bác ạ. Nó như kiểu những chiếc xe Vios đấy, xăng nhiên liệu của nó cũng như vậy các bác nhá. Và đây là một trong những chiếc xe mà với form dáng em thấy đẹp hơn cả những chiếc xe Vios đúng không ạ? Đây các bác xem, rất mới các bác nhá. Máy số keo chỉ của xe là vẫn còn zin. Đấy, lội rất đẹp, sơn xi bóng mượt, form dáng đẹp chưa? Đây các bác nhìn này. Để mà nói thì những chiếc xe Honda City trên thị trường nếu mà 2017 người ta bán giá cao hơn em tương đối là nhiều đấy ạ. Nhưng mà em để cho các bác mình với mức tiền đấy ạ thì nó lại rất là hợp lý trong cái tầm tiền mà các bác mình bỏ ra là trên 300 triệu đồng một ít các bác nhá. Nội ngoại thất của xe còn rất là sáng và mới luôn. Bây giờ thì em đi vào bên trong nội thất của con xe này để các bác xem nhá. Các bác xem mà đang rảnh tay nhấn cho em xin những lần like và những lần chia sẻ nữa. Và hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới các bác nhá. Rất nhiều xe, rất nhiều video được đăng tải lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Mép cửa của xe đây các bác nhìn xem này, keo chỉ của nó vẫn còn zin này. Đấy, keo chỉ của nó vẫn còn nguyên zin nguyên bản này. Rồi những cái phần tắp đi kênh cửa đây, các bác xem cho em, phần tắp đi kênh cửa, phần nhựa kênh cửa đẹp chưa? Gương kính điều chỉnh điện 4 cánh các bác nhá. Nội ngoại thất của xe thì sáng sạch đẹp. Bộ ghế da của xe thì vẫn còn mới đây. Đấy, và con này của em thì đây là cần số của xe. Đây các bác nhá. Trang bị có hai túi khiên toàn, một túi nằm ở đây và một túi nữa nằm ở giữa vô lăng các bác nhá. Đầu đài giải trí nguyên bản theo xe. Hệ thống điều hòa lóng lạnh của xe còn đầy đủ. Vâng, đang sử dụng tốt. Chìa khóa khiển các bác nhá. Đây là ổ khóa của chiếc xe này. Đấy. Vô lăng có tích hợp phím điều khiển và có túi khiên toàn nằm ở giữa vô lăng ba chấu các bác nhá. Mặt đồng hồ đây ạ. Các bác thấy chiếc xe thế nào? Các bác cảm nhận mình hãy bình luận phía bên dưới các bác nhá. Còn đây là phanh tay, còn đây là cái phần hộp đồ tì tay luôn các bác nhá. Trần của xe này thì cũng đã được bỏ ra hơn 1 triệu để anh chủ dán vào đây là trần 5D rồi các bác nhá. Đấy, và cũng đã được thêm cái phần tay cầm nắm bằng inox. Và cửa tiếp theo của chiếc xe nó đây ạ. Đấy, các bác cùng xem nhá. Vâng, những mẫu xe này quay các bác mình xem hình thức thôi, còn về chất lượng thì em đảm bảo cho rồi. Và chức năng của chiếc xe này thì nó cũng không có nhiều, cho nên là em cũng sẽ giới thiệu review nhanh chút các bác nhá. Đấy ạ, quá rẻ cho một mẫu xe Honda City với cái đời 2017 đúng không ạ? Đây, bộ ghế đây. Đấy, nội thất đây. Đấy, chung là về thân vỏ của xe thì đẹp rồi. Hình thức nội ngoại thất xe của sáng rồi, mới rồi. Chỉ bàn về giá cả thôi các bác nhá. Chỉ bàn về cái mức tiền các bác mình bỏ ra là bao nhiêu thôi. Đấy, không bàn về chất lượng. Đấy, nước sơn của xe đẹp chưa? Và dòng xe Honda City này đấy ạ. Đấy, thì các bác thấy là với cái những cái phần gân. Đấy, với những cái phần gân các bác nhìn xem này, nó thiết kế nhìn rất đẹp luôn. Đấy, nó có những cái đường gân được dập nổi. Đấy, lõm nồi lõm vào cái phần sườn các bác nhìn này, nhìn rất khỏe xe đúng không ạ? Cửa của xe các bác nhìn xem rất khít đều, sơn xi thì mượt mà rồi, lốp của xe vẫn còn tương đối là dày các bác nhá. Tương đối là dày này. Đấy, đèn của xe còn rất là mới luôn. Cam kết bảo hành cho các bác luôn về chất lượng của xe này. Những cái lỗi tai nạn đâm đụng ngập nước hay là về vấn đề thủy kích là không có nhá. Và máy số của xe là vẫn còn là zin, chưa bổ máy các bác nhá, chưa bổ máy. Giấy tờ pháp lý đầy đủ. Hồ sơ thì cũng đã cầm tay, các bác mua về chỉ việc bấm biển luôn và ngay chính chủ vào tên các bác luôn. Bấm biển nhanh lắm vì con này hồ sơ cầm tay rồi các bác nhá. Bấm biển cực nhanh luôn, bác nào thích biển bên em lắp biển vào cho. Đấy, muốn để nguyên biển, muốn để như này cũng được. Thích biển thì bên em cũng sẽ lắp biển vào cho các bác chạy các bác nhá. Con này của em nó là gốc thành phố, các bác mua về những cái nơi như là Hà Nội hoặc là Sài Gòn hoàn toàn là không mất chi phí tiền biển số các bác nhá.
hoàn toàn là không mất đâu ạ. Ra tên bất cứ đâu trên toàn lãnh thổ Việt Nam, Sài Gòn hay là Hà Nội, hoàn toàn chỉ mất là mấy triệu tiền chi phí thôi các bác nhá. Mấy triệu tiền biển số thôi, rất đơn giản thôi. Đấy, còn đây là phần mép cửa này. Đấy, cửa tiếp theo đây các bác ơi. Đấy, các bác nhìn này, rất đá luôn này, các bác nhìn xem. Đấy, nhiên liệu của xe đây từ 5 lít đấy, cho đến 5 lít 8 trên 100 km đây các bác này. Chỗ này có loa nhá, đây là tay mở cửa xe các bác nhá. Đấy, cửa đây. Xe thì ok, đẹp mắt rồi. Mua về là sẵn dùng đổ xăng chạy thôi các bác nhá. Đây là phần vị trí nữa của chiếc xe các bác nhìn này. Đấy, ok chưa này. Đấy, dòng cửa đẹp không rách các bác nhá. Đấy, lóc luôn đây. Các bác nhìn xem lóc luôn đây nhá. Cửa đóng rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đầy ốp nốc rồi này. Đấy, nhiên liệu xe thì nó quá là ít đúng không ạ? Trên dưới 5 lít, 4 lít 8 cho đến 5 lít 8 trên 100 km thôi. Và kính của xe các bác nhìn thấy nó cũng đã bọc dán rồi, vẻ mưa rất đầy đủ đây. Hệ thống kính chỉ điện của xe được làm ở đây. Cánh cửa này các bác nhá. Đây loa đây. Đấy, đồ nội thất của xe đây các bác nhìn xem. Nhìn ok luôn. Các bác nhìn thấy thì không có chỗ nào gọi là xấu kém cả đúng không ạ? Tổng thành chiếc xe nhìn khá là mới. Ở đây là hệ thống gương chỉnh điện, có chế độ cụp gương nhé, ấn đây là cụp này. Đây là chỉnh mặt gương này các bác này. Đấy, phần này được thiết kế kiểu dạng vân đá, nhìn rất là sáng luôn. Đấy, cửa gió điều hòa nóng lạnh của xe đây. Đây là mác của xe còn đầy đủ hết các bác nhá. Cột kèo đính bấm của xe là vẫn nguyên zin nguyên bản này. Gioăng của xe thì cũng đã được ở đây các bác nhìn xem, gioăng trên, gioăng dưới liền. Đấy. Đấy, động côn phanh số lái của xe thì rất là chuẩn rồi. Rất ngọt ngào nhẹ nhàng các bác nhá. Các bác đang có tài chính như vậy, đang có tầm tiền là trên 300 triệu đồng một lít, các bác mình sở hữu ngay mẫu xe này cho em nhanh và luôn các bác nhá. Mức tiền tương đối là hợp lý cho con xe đời 2017 này. Các bác nhìn xem khung sườn form bó xe nó còn được như vậy, rất là chuẩn luôn, các bác nhìn xem này, chuẩn luôn nhá. Vâng, các gì những chiếc xe đời mới bây giờ đâu đúng không ạ, 2017, 2018, 19 thì form như nhau thôi các bác ạ. Đấy, đèn đóm đây, đèn của xe khá mới đúng không ạ. Sơn của xe thì các bác nhìn xem rất long lanh. Đấy, phần mặt ạ, phần mặt nạ cái lăng của dòng xe này nhìn cũng tương đối là thể thao. Đấy, nhìn khá là thể thao luôn đúng không ạ. Dòng xe Honda Civic này thì người ta thiết kế phần form dáng nhìn bao giờ nó cũng sẽ hay hơn so với lại một số những dòng xe mà đến từ hãng khác. Máy gầm luôn cho các bác xem nhá. Đây là phần gầm của xe này các bác ơi. Đấy, các bác nhìn nhá, gầm đây. Đấy, gầm đẹp luôn. Các kiểm của xe vẫn còn đi nữa lắm. Khoang máy của xe nhá, khoảng máy đẹp chưa, các bác nhìn xem đây. Khoảng máy đẹp chưa. Đấy, máy đẹp chưa, rất mới luôn. Động cơ của xe là 1.5 4 máy, các bác nhìn xem rất là gọn luôn. Đấy, máy của nó rất là gọn luôn này, các bác nhìn này. Máy zin, máy chất. Hoàn toàn yên tâm về chất lượng đối với mẫu xe Honda City này bên em các bác nhá. Chỉ việc chốt giá thôi, mà chất lượng của xe thì các bác mình đã được bên em đảm bảo rồi. Và các bác có thể mình kiểm tra thoải mái trước khi xuống tiền đối với mẫu xe này của bên em các bác nhá. Ba số hotline của bên em để chốt chiếc xe này là số 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 nhá. Ba số này là ba số tôi đang lựa Zalo và ba số hotline. Vâng, địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Và các bác thấy thì bên em đang có rất nhiều xe, đang có cả là hơn 100 những cái mẫu xe các loại để cho mình lựa chọn từ bên ngoài vào bên trong kia, rất nhiều các loại xe các bác nhá. Liên hệ để được chốt giá đẹp và được tư vấn các bác nhá. Bên em có hỗ trợ ship chuyển xe toàn quốc, giao xe tận nhà, hỗ trợ sang tên đổi chủ chính tên chính biển cho mình. Đấy. Vâng, bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với giá tiền hợp lý nhất thị trường các bác nhá. Các bác để xem thêm những video mới, những chiếc xe khác, để muốn tham khảo thêm những chiếc xe bên em, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để cùng đồng hành các bác nhá. Vâng,
gì đó. Còn các bác mình rảnh tay cho em xin những lần like và những lần chia sẻ nữa. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Vâng, video này thì em làm tới đây thôi. Xin gặp lại các bác vào những chương trình video lần sau ạ.